Chào các bác ạ, là em Thành Cao Thu. Ngay trước màn hình của các bác đây là một chiếc VinFast Lux A2.0 bản full, bản cao cấp nhất, màu đen nội thất lâu, đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Và hiện tại chiếc xe này đang có mức giá ưu đãi lên đến 80 triệu đồng dành cho khách hàng nào đang quan tâm và có nhu cầu mua ngay chiếc VinFast Lux A2.0 này. Thì bản full lăn bánh khu vực biển tỉnh theo giá hiện tại áp giá trong tháng 11 này sẽ là 995 triệu đồng. 995 triệu đồng tại thời điểm giá voucher 200 có giá là 93 triệu các bác nhá. Đây là lăn bánh tỉnh chịu áp thuế 10% các bác nhá. Thế thì hiện tại em Thành Ô Tô đang có cái mức giá ưu đãi lên đến 80 triệu đồng cho chiếc VinFast Lux A2.0 bản cao cấp nhất, màu đen nội thất nâu da bò này. Em này thì cực kỳ là hợp mệnh đối với bác nào mệnh thủy hoặc là mệnh mộc, đi chiếc xe này thì cứ gọi là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhiều giọt như cà phê phin. Vâng. Cốp thì em này đã được trang bị cốp điện sâu miên man để thoải mái, hai bộ gỗ đánh gốp vào đây cũng được thoải mái các bác nhá. Rất là sâu. Đấy. Sâu chưa các bác? Đấy, sờ vào đâu là cũng sâu đến đấy. Đấy. Em này thì trang bị camera 360. Cảnh báo điểm mù. Lẹp chân kính mạ chrome, ống xả đôi. Kính cách nhiệt tối màu hàng ghế 2, la răng 19 inch. La răng phay 19 inch nhìn rất là thể thao và khỏe khoắn các bác nhá. Đấy. Em xe này được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn Asian Cup 5 sao. Khi được tổ chức Asian Cup 5 sao này đã chứng nhận là em xe này đạt tiêu chuẩn Asian Cup 5 sao rồi. Thế thì những chiếc xe được thiết kế theo phong cách châu Âu thì luôn luôn có những cái củ phanh rất là to. Các bác nhìn này ạ, củ phanh rất là to, đĩa phanh rất là dày, giúp chiếc xe này có thể phanh khẩn cấp khi mà gặp vật thể va chạm phía đằng trước. Thì chiếc xe này có cái quãng đường phanh rất là ngắn các bác nhá. Em này thì lại hỗ trợ là phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ cân bằng điện tử ESC. Đấy. Và chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD. Có ổ cắm điện xoay chiều 230V. Các bác mà mang máy tính đi thì chúng ta có thể thoải mái ngồi làm việc trên chiếc xe VinFast Lux A này. Trọng tâm của người lái thì sẽ đặt ở chính giữa cầu trước và cầu sau. Lên chiếc xe VinFast Lux A này sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác lái vô cùng là tuyệt vời khi mà ngồi trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 này các bác nhé. Nên và thêm nữa, em xe này được định vị ở một chiếc xe thuộc phân khúc hạng E, nên về cách âm cũng như về chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Cách âm thì nó có thể so sánh ngang với lại những chiếc xe thuộc phân khúc hạng E. Đấy. Nhưng mà giá cả thì hiện tại chiếc VinFast Lux A này có thể phải nói là nó còn rẻ hơn cả xe phân khúc hạng D luôn các bác nhá. Đây, da Napa cao cấp, ghế chỉnh điện 12 hướng, vô cùng là tiện nghi, đúng không ạ? Mỗi tội ưu điểm là chưa có trang bị hệ thống nhớ ghế. Đấy. Em xe này thì trang bị hộp số ZF 8 cấp của Đức, trang bị động cơ cũng như là khung gầm của BMW Serie 5. Đấy. Em này là dẫn động cầu sau các bác nhé. Đố các bác tìm được em xe nào mà trong cái tầm tiền một tỏi trở xuống mà lại sở hữu hệ thống dẫn động cầu sau vô cùng là khỏe khoắn, bởi vì là dẫn động cầu sau luôn luôn cho chúng ta một cái cảm giác đi lái nó đầm chắc hơn và bứt tốc tốt hơn so với lại cầu trước các bác nhé. Đấy. Thế thì chiếc VinFast Lux A bản full này thì thậm chí nó còn có cái tính năng là khi mà chúng ta đang ở vị trí D mà chúng ta mở cửa, đạp phanh mở cửa thì chiếc xe nó sẽ tự động kéo phanh tay. Vô cùng là hay đúng không ạ? Vô cùng là hấp dẫn. Tính năng an toàn đạt tiêu chuẩn Asian NCAP 5 sao nó sẽ phải khác đúng không các bác? Trang bị đến 6 túi khí. Vâng. Tha hồ ngồi lái chúng ta yên tâm luôn. Và em xe này ở cái phần kết cấu đầu xe thì nó còn hấp dẫn nữa cơ. Bây giờ em sẽ mở cái lắp capo lên để cho các bác xem qua cái hệ thống kết cấu đầu xe của chiếc VinFast Lux A2.0 này nhá. Cũng có nhiều video thì em đã nói về cái phần đầu xe này rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em vẫn mạnh dạn mở lắp capo lên cho các bác xem qua cái hệ thống đầu xe của chiếc VinFast Lux A này. Đầu xe của VinFast Lux A thì sẽ được chia làm 3 khu vực hấp thụ xung lực. Khu vực thứ nhất là khu vực ngay mặt ca lăng này thì sẽ hấp thụ xung lực từ 0 đến 40 km. Tiếp theo ở ngay dưới đây, ngay dưới cái vị trí này trở xuống thì nó sẽ có một cái thanh giật ngang ở bên dưới giúp hấp thụ những cái xung lực từ 60 km trở xuống. Và đến cái thanh giật ngang thứ ba là cái khu vực hấp thụ xung lực khi mà tốc độ từ 80 km trở xuống. Đồng thời là có thêm hai cái thanh
đỡ rất là chắc chắn như thế này, thì giúp khi xe mà của các bác lỡ may mà có va chạm với lại một cái xe nào đằng trước ấy, hay là va chạm với cột đèn hay cột nhà hay cột bê tông hay ở đâu, thì chúng ta sẽ ít khi bị va chạm vào đến phần máy, trái tim của chiếc xe. Nếu như chúng ta một chiếc xe mà va chạm vào đến phần máy rồi thì gần như là chiếc xe nó sẽ bị giảm giá trị đi rất là nhiều, nếu như chúng ta kể cả có sửa xong xuôi đâu đó các bác nhá. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến chiếc VinFast Lux A2.0 bản full này thì hãy nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, cũng như là đồng thời báo giá chi tiết đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì có lẽ là em Thành Auto xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Thành Auto trong suốt thời gian qua. Em Thành Auto hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc các bác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.